ông kể chuyện cái ông này. Sư phụ có bao giờ nghe nói cái hãng giày mà Be Ho chưa nghe hả? Be tức là bi cái con be đó, be rồi cái dấu chân á, Be Ho. Cái người mà chủ cái hãng này á là người Italy ở Mỹ mà ổng giàu, ổng là triệu phú, có hãng đem qua bên China. Nhưng mà ổng vô tiệm tóc của con á, ổng hỏi con nhỏ mà làm tóc cho ổng á, mày có discount cho tao không? Trong khi đó ổng lấy tiền á, rồi ổng đi đánh football á, ổng cá độ football, ổng thua chục ngàn luôn. Mà chỉ có cái cắt tóc với lại nhộm tóc thôi mà ổng hỏi mày có discount cho tao không? Đó là cái bản đánh bằng tiền của họ nhỉ. Cho nên cái người mà cái tâm mới quan trọng, chứ không phải là số lớn số nhỏ quan trọng. Thù chơi tò mấy dạo thù biết 10 lần đó là không xong, tôi trả cho nó lại giả bộ quên bóp rồi. Cái gì không vậy? Thụ đi ăn bất cứ gì thì thụ cũng thích trả tiền. Mà mỗi lần đi trả tiền là 3.000-4.000 thôi á. Hỏi là mấy chanh hay là nhí này đó. Hồi nãy có chị đi về tay muốn hỏi gì á đâu ta. Cái điều đó xuống đây ra hỏi. Ok rồi, không có quay. Đi rớt xuống đi ra hỏi. Ok, lên chờ một chút. Mày mệt một chút. Tên gì chị? Tên gì? Chị tên gì? Nhi hả? Tích gì? Chị mấy tuổi rồi, em hỏi được không? Được. 8 năm hả? Rồi chị lớn em 10 tuổi rồi, chị trẻ hết trời rồi đó. Em có 55 thôi mà em già được thầy. Ủa mà chị 65 mà chị quên tiếng Việt, quên tùm lum là sao? Chị chụp phim có mười mấy tuổi rồi, sư phụ. Thế hả? Mười bảy tuổi mà quên ha. 65 65 mà trẻ quá. 65 chị nói đi, chị có gì cảm tưởng gì chị cứ nói thoải mái. Nó chưa có hiểu lắm sư phụ. Chưa hiểu à? Nói là tại vì mấy cái phía trước nó muốn coi, thành ra nó chưa có hiểu lắm, nó về nhà coi nghe. Coi còn chán, đừng coi nữa. Chỉ cần thực tế gì nữa rồi, đừng coi gì hết. Quan trọng á. Đầu càng sáng đó sư phụ ơi. Hả? Nghe càng nhiều mà coi càng nhiều, cái đầu nó càng sáng ra. Chính con nè. Không biết hồi xưa con cũng theo Phật pháp, con tưởng con đi chùa. Nhưng khi một thời gian đó con ngộ ra được có con ngưng con không tụng kinh luôn. Đến khi mà con nghe lại sư phụ nói về cha với mẹ, Phật Hoàng Thượng Đế, Phật Linh Thì Địa Mẫu, con hiểu ra thì con lại biết được là con nên làm cái gì. Nếu mình đi ngược lại với những cái thời đại của chùa ngày hôm nay là gọi là mấy thầy thời đại, mấy ông lúc nào á cũng muốn là nhận vật làm cha đó.
ở Việt Nam thì nhận Hồ Chí Minh làm cha đâu, nhận Phật làm cha đâu. Tại lúc nào vô nhà cũng thờ Hồ Chí Minh bự quá không, còn Phật thì để thấp hơn tượng Hồ Chí Minh nữa. Còn qua Mỹ cũng vậy, những cái chùa ở đây, những thầy ở đây không bao giờ nói về cha mẹ, rồi cái họ mới nói cha mẹ nhỏ hơn Phật. Cha mẹ là cha mẹ của Phật luôn à, nhưng mà họ phải nói vậy. Nhưng mà khổ cái là Phật tử ngày nào cũng bị nhồi sỏi, giờ Phật tử rất là khó để mà thụ độ họ, tại vì họ đã quen nhiều cái lời ngon ngọt của mấy ông thầy nói rồi, mấy ông thầy nói chuyện hay thụ nhiều. Cho nên hay ông sư phụ nhiều, nhưng mà con kinh sư phụ nhiều hơn mấy ông thầy. Dạ. Trong chùa thì không có chùa, mỗi lần khóa tu á, ông nào cũng hết đen thui rồi, một dòng hào quang à. Tu á là người nào tu giỏi, khuôn mặt phương phi và nhiều dòng hào quang, mấy ông không có. Nhưng mà khi mấy ông mặc áo vàng thì mấy ông có quyền muốn nói như thế nào nói, Phật tử không có quyền cãi lại. Đó là làm cho một cái đạo suy đồi là từ chỗ đó. Thưa sư phụ, hồi nãy con thấy trên cái màn ảnh nó có một cái dấu mà trò dạy cho sư phụ. Đó là cái gì con muốn hiểu? Dấu tròn nào? Cái dấu tròn tròn hồi nãy con thấy ở trên đó giống như một, giống như cái vòng tròn. Có năm cái cánh hả? Năm cánh dấu thiên tâm nhặt lại năm cái á, thì là dấu thiên tâm á, tức là cho phụ nữ đeo chọn nè, tức là cái dấu này nè, nếu mà mình làm năm cái giống gì, mình đo đầu vô gì thì là cái dấu thiên tâm của phụ nữ. Thì mấy lần con chạy xe đó sư phụ, con thấy nó hiện trước mặt con á, là con tưởng là con mắt của con nói chắc con mắt con có cái gì rồi con sợ à. Nhưng mà con thấy được hai lần, bữa nay con thấy chiếu trên màn ảnh con mới hết hồn. Chính con là người chạy xe ngoài đường mà con thấy hai cái dấu nó hiện mà chạy theo con như vậy nè. Đó, thành ra bữa nay con thấy con giật mình. Cái là dấu thiên tâm á, mà tại hồi xưa mấy dì nói sau này đàn ông trên thế giới đeo dấu này cho gọn đi làm. Dạ. Phụ nữ thì đều điệu. Dạ. Cho nên mấy dì nói là năm lục địa của mình, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Á, thì mỗi một dấu thiên tâm á đại diện cho lục châu. Thì nếu mình làm năm cái mình đau đầu lại nhau rồi hẹn dính lại nhau thì nó thành tròn là một cái bông. Dạ. Một cái bông tròn rất là đẹp, cũng là dấu hiệu thiên tâm dành riêng cho phụ nữ. Ồ, hoặc là phụ nữ cũng có quyền đeo cái này nữa, ý là nó thêm kiểu vậy đó, kiểu nào nhìn là cũng là con trời hết. Dạ. Tại hồi trước trong cái lòng con cứ nghĩ là con sẽ làm một cái dấu thiên tâm giống như thầy sư phụ đeo vậy đó, con sẽ dán ở trên con mua xe con, có cái kiến á. Con nghĩ như vậy thôi, nhưng mà con chưa có làm. Nhưng khi con chạy xe buổi sáng đi tập thể dục 6 giờ mấy á, con ngừng ngay cái đèn đỏ, và khi con chạy con thấy cái dấu nó bay thôi con. Bay bay mà con nói ủa sao nó mất cái bữa nay kỳ quá vậy. À, hai lần như vậy, và một lần con dòm trên cái kiến chiếu hậu này thì con lại thấy được nữa. Con nói ý con mắt con tôi bây giờ nó làm sao vậy. Đó, thì bữa nay con thấy cái dấu nó con mới tìm hiểu là thôi đó là những cái này. Dạ. Bao nhiêu này đó, bao nhiêu với ông trời vậy đó. Dạ. Chắc con có ông trời lưu lại. Con không biết, nhưng mà con nghĩ rằng nếu mà mình tạo những cái gì tốt thì con nghĩ là nó có gì tốt đến với mình. Cái buồn cười nhất là... Dạ. Đúng rồi. Hiểu. Cái mình thấy tất cả Phật tử trong chùa, mấy chùa bao nhiêu triệu người tu theo thời đại của... gọi là tịnh độ đi, cứ nói giảng sanh hay như là Phật giảng sanh rồi không biết mình có giảng sanh hay không. Bây giờ mình trước tiên á, mình không về cõi A Di Đà, mình đi đâu? Đâu phải là mình đủ đức độ để mình về cõi A Di Đà. Không lẽ một là tôi về cõi A Di Đà, hai tôi xuống địa ngục à? Không có phải. Đạo thiên tâm này mình tệ nhất, mình giữ nãy thụ nói nửa thế giới số 1 và thế giới cuối cùng cũng về ít nhất tầng trời số 6, còn muốn đi thành Phật luôn cũng từ trên đó rồi đi lên luôn. Thế người ta lên còn hang, người ta phải leo từng bước. Còn ma quỷ thời nay xuống nó dụ, không tin á đi làm mấy cái chùa Việt Nam vòng vòng đi. Ồ, con đừng thấy hành kiệt à, tôi theo thiên thấp hơn Phật. Lúc nào mấy anh cũng có chiêu nói như vậy để cho cái lòng Phật tử á là nghĩ ồ tham rồi.
theo anh tức là muốn thành Phật luôn, đời này không có muốn tu nữa, nhưng mà cả bản thân nó không xuống địa ngục đó. Thời nay không có ai được, không có ai ít ai đó được về cõi A Di Đà đó, trừ Hòa Thượng Tiên Hóa hay là ngài Tịnh Thông Mậu Không thì mấy ngày gì lớn thôi người ta có nguyện về với Phật A Di Đà luôn và đức thầy. Còn Phật tử hay Phật tử của mình hay là mấy thầy thời nay chả ai được gì hết, mà cứ đặt cái phần thượng quá thì cao siêu không ai đạt tới hết, thì mình ví giống như là cột cái củ khè lấp vô mặt của ông hỏ chạy hoài chạy không tới. Còn cái thiên tâm của mình gan tu luôn á là về, về rồi trên nó tu tiếp lên lên nữa là nó chắc ăn luôn phải không. Còn nếu mà đứa nào ở đây khổ thì cái nhà thấp đi 20 năm đi thì cũng đi về luôn Phật cũng được, tức là mình một cái passport mà universal. Cha là cao nhất, cha ở trên trời á, cha là một cái coi hết 33.000 cái hành tinh, chỗ cõi Phật ấy là một chỗ riêng, những gì Phật là một cõi riêng. Nhưng mà 36 tầng trời tất cả các vị đều qua đưa lời để hợp hạnh nhau hết, cũng giống như cha là ở Quan Hào hoặc thống đốc Cali gì đó. Ok, giờ tôi chỉ muốn qua Cali thôi, nếu mà tôi không qua được Cali thà tôi ở Việt Nam thì mấy Phật tử hồi nay giống vậy đó, chứ không muốn qua Tá Xịt cũng không muốn qua mấy tiểu bang khác, thì nói gì cho dễ hiểu. Đó là cái sai lầm của Phật tử thời nay.